Xin chào anh em, Ngọc Hiển Shop bên em nay về một lô nội ủ. Và em lên một đôi Tiger 4,5. Dòng nội ủ này là có tiết kiệm thời gian cho anh em nấu 70%. Khi mà anh em nấu bằng bỏ cái lồi này ra, bên trong nó có một cái ruột lồi, đây như con này là 4,5, cái ruột lồi này. Rồi này thì anh em đun từ được, đun ga được, đun hồng ngoại được anh em đấy. Khi mình cho thức ăn vào đây, mình đun mình linh, anh em có thể nấu cháo này, đun xương này, hầm này, luộc gà à, luộc này, hoặc là kho cá này, nấu cơm cũng được anh em nhé. Mình cho vào đây, và với dung tích của nó thì tối thiểu là phải trên 1/3 lồi, trên 1/3 lồi nó mới có nhiệt anh em nhé. Khi mình nấu là phải trên 1/3 lồi. Đây bắt đầu anh em cho thức ăn vào đây, xong bắt đầu mình đặt lên bếp, mình ninh, mình nấu khoảng tầm 15 đến 20 phút. Ví dụ như gì mà mình cảm thấy rằng là nó có nhừ, anh em đun khoảng tầm 20 phút, còn đâu bình thường thì anh em đun khoảng 15 phút. Sau khi anh em đun 15 phút, anh em cho vào bếp, cho vào cái nồi ủ này nhá. Đây này, nồi ủ bên trong này là hút chân không, nồi ủ chân không giữ cách nhiệt rất là tốt. Anh em cho vào đây, cho cái nồi vào đây. Đấy, anh em đặt vào đúng cái gờ này của nó và cái vung này xuống. Khi mà anh em đặt vào đây, tất cả những cái xung quanh này của nó không hề tỏa nhiệt, thì là cái lồi ủ rất là tốt. Còn nó cái phần vung này nó sẽ hơi bị hấp nóng, bởi vì trên cái phần vung này nó không có hút chân không anh em nhé. Khi mình cho vào cái lồi ủ mình đun thì em thấy rằng là nó sẽ tiết kiệm được 70% thời gian mình nấu, và cái hàm lượng vitamin trong thức ăn nó gần như là vẫn còn thuộc nữa. Không như là khi mà mình đun mình cứ linh xịt ở trên bếp thì gần như là cái thức ăn vitamin ở trong thức ăn nó không còn nhiều nữa. Khi mình cho vào đây thì là nó còn nguyên, mình cho vào đây mình linh, à mình cho vào đây để mình cố. Và nó khi mà mình bỏ từ bếp mình cho vào đây thì là cái nồi ủ này nó vẫn giữ được nhiệt độ 100 độ C trong vòng 25 phút, và sau 4 giờ thì nó sẽ giữ ở mức độ là 80 độ C, và sau 4 giờ thì nó sẽ giữ ở mức độ là 50 độ C, tức nghĩa là sau 4 giờ thì là 80 độ C và sau 8 giờ thì nó sẽ giữ ở mức độ 50 độ C. Nó ủ rất là tốt, giữ rất là lâu. Ở bên thị trường thì ở thị trường vẫn đang bán là 2.350.000 cả kit lồi 4,5. Và bên em thì em chỉ bán 2.200.000 bao ship anh em nhé. Hai con lồi rất là giống nhau. Đây như con này thì gọi còn mới, còn nguyên tem mát, tem mát chưa hề rách dài. Hai con lồi 2,5 đôi. Bây giờ là kiện này đó, anh em xem là chuẩn Make in Japan nhé. Em thấy là nhà có trẻ con hoặc người già thì anh em nên dùng những con này, nó rất là tiện lợi. Xung quanh nó là một lớp hút chân không, cách nhiệt, giữ nhiệt rất là tốt, hàng rất là mới. Cái đồ này em nghĩ là đun rất là an toàn rồi, rất là an toàn rồi. Đây em có một cặp 2,2 triệu một trước, em bao ship toàn quốc. Thế này thì vận chuyển nó hơi bị móc cái phần vung này, tính nó không ảnh hưởng gì, không hề ảnh hưởng gì phần bên trong này. Em lắp lên. Yeah.
cần liên hệ qua số điện thoại 0934230604 hoặc 0979665234. Nhà em có đủ dung tích từ 3 lít, 3 lít rưỡi, 4 lít rưỡi. Anh em cần nhà nhiều người thì anh em dùng lò to 4 lít rưỡi, còn lò nhà ít người anh em dùng 3 lít rưỡi. 3 lít 3 lít rưỡi có giá dao động từ 1,8 đến 1,9 triệu. 4 lít 4 lít rưỡi giá từ 2,1 đến 2,2. Anh em cần như vậy qua số điện thoại 0934230604 hoặc 0979665264. Xin chào anh em và các video sau.